quy định mới về xuất xứ hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Nghị định 111 tháng 2021 trên NDCP ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43 trên 2017 trên NDCP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Trong đó, Nghị định 111 tháng 2021 trên NDCP sửa đổi, bổ sung điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ sau sản xuất tại, chế tạo tại, nước sản xuất, xuất xứ, sản xuất bởi, sản phẩm của kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa. Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định nêu trên thì khi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa, thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: lắp ráp tại, đóng chai tại, phối trộn tại, hoàn tất tại, đóng gói tại, dán nhãn tại kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Nghị định 131 2021 trên NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công. Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với các đối tượng người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tết nuôi dưỡng hàng tháng. Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở, loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, đang thuê thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định số 61 trên CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Nghị định 131 trên 2021 trên NDCP cũng quy định giảm tiền sử dụng đất cho người có công. Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng. Theo Nghị định 134 trên 2021 trên NDCP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59 trên 2019 trên NDCP ngày 1 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng. Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Cũng theo Nghị định 134 trên 2021 trên NDCP, Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm tù trung thân hoặc tử hình, quy định cũ là từ trên 5 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Nghị định 134 trên 2021 trên NDCP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022. Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện, chính xác. Thông tư 43 trên 2021 trên -gddt quy định về đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Thông tư nêu rõ yêu cầu đánh giá là bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng trung thực và khách quan đánh giá vì sự tiến bộ của học viên coi trọng việc động viên khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học viên không so sánh học viên với nhau hình thức đánh giá gồm có đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đánh giá bằng nhận xét giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học viên nhận xét sự tiến bộ ưu điểm nổi bật hạn chế chủ yếu của học viên trong quá trình rèn luyện và học tập đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học viên. Đánh giá bằng điểm số được sử dụng trong đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ thông qua các hình thức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học viên phù hợp với đặc thù của môn học. Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm trung bình môn học kỳ (DTBMHK) được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học viên trong từng học kỳ. Điểm trung bình môn cả năm DTBMCN được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học viên trong cả năm học. Kết quả học tập của học viên trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo 01 trong 04 mức tốt, khá, đạt, chưa đạt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 và thực hiện theo lộ trình sau. Từ năm học 2021 đến 2022 đối với lớp 6. Từ năm học 2022 đến 2023 đối với lớp 7 và lớp 10. Từ năm học 2023 đến 2024 đối với lớp 8 và lớp 11 Từ năm học 2024 đến 2025 đối với lớp 9 và lớp 12 Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo Thông tư số 31-2021 trên TTB thông TTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 thay thế thông tư số 49 trên 2016 chứ thông tư về Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư số 31 trên 2021 trên thờ TBTTTT là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân mẫu số 01 thay vì phải kê khai một số trường thông tin, quê quán, nơi ở hiện nay, số giấy chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tạm thời vẫn phải kê khai thông tin về ngày sinh, dân tộc, để phục vụ việc in thẻ và xác định điều kiện của người được cấp thẻ là người dân tộc do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành, chưa được chia sẻ. Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục Theo thông tư 41 trên 2021 trên TTPGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2022, các vị trí công tác về tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi. Chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thực hiện định kỳ chuyển đổi từ 03 năm đến 05 năm. Khám sức khỏe cho sinh viên ít nhất một lần năm học. Thông tư 33 trên 2021 trên TTBIT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022. Trong đó, thông tư quy định tổ chức khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học và định kỳ ít nhất một năm một lần trong mỗi năm học thực hiện theo dõi kiểm tra sức khỏe người học phát hiện các yếu tố nguy cơ sức khỏe bệnh tật để dự phòng điều trị hoặc chuyển tuyến điều trị theo quy định của pháp luật triển khai các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật yếu tố nguy cơ sức khỏe nâng cao sức khỏe dinh dưỡng hợp lý phát triển thể chất tinh thần và hoạt động thể lực hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống tai nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành. Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2022, thông tư 17 trên 2021 trên từ thi BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng thay thế thông tư 04 trên 2014 trên thông tư BXD. Thông tư nêu rõ 3 nội dung giám định tư pháp xây dựng, bao gồm 1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản. 2. Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng. 3. Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, bao gồm giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan, giám định tư pháp về giá trị nhà ở và bất động sản. Bốn hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi. Thông tư 17/2021/TT-BNNPT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2022. Thông tư quy định rõ 4 hình thức xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi, bao gồm 1. Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn, khắc phục lỗi của sản phẩm áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm thực phẩm an toàn. Khắc phục lỗi ghi nhãn áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo quy định. 2. Chuyển mục đích sử dụng, Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng, không được sử dụng làm thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác sau khi xử lý phù hợp. 3. Tái xuất, áp dụng đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu không bảo đảm an toàn và thuộc diện tái xuất theo quy định pháp luật. 4. Tiêu hủy, áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất là 5,7 triệu đồng lần. Thông tư số 112/2021/TT-BTC trên, 2021 trên BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Theo đó, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản là 5,7 triệu đồng lần.